Cây đàn tranh gồm có 16 dây, hay còn có tên gọi khác đó là đàn thập lục. Cắm dây thì thầy không có mang xuống cái đó được. Đàn tranh có 16 dây hay còn gọi là đàn thập lục, có thể sử dụng các bài bản dân ca, âm hưởng dân ca, nhạc thiếu nhi, nhạc thế giới, các loại nhạc sau này để sử dụng. Người ta có thể tăng cái đàn tranh lên từ 16 lên 17 dây, 18 dây, 19 dây, 20 dây và tối đa là 21 dây. Sau đây mình sẽ đến với giới thiệu đến với người nghệ sĩ Ngọc Hiếu, giảng viên khoa âm nhạc dân tộc, nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, đến chúng ta một bài bản. Cho một tràng pháo tay thiệt to, ai vỗ tay tao đặt vàng đó nè. Cảm ơn nghệ sĩ Ngọc Hiếu.